rồi tình yêu một ngày kia chợt như ánh sáng siêu kỳ thắp lên lại niềm vui trong tôi thắp ước mơ. Tức thiệt chứ, biết giờ hồi nãy đập tụi nó một trận cho tụi nó chừa cái thằng bố láo. Vậy bây giờ đi theo tao, qua bụp tụi nó liền. Đi thì đi. Đi, đi. Nè, tụi bay đi đâu đó? Đại ca về đúng lúc đó đại ca. Đại ca đi chung với tụi em, qua xử nó đi. Ở nhà. Nhưng mà tao nói ở nhà. Ra đường làm ăn là phải lường trước chuyện này, đâu phải hỏi chút là đánh nhau. Như vậy khác nào đầu đường xó chợ. Thì tụi em là dân đầu đường xó chợ mà. Chứ đại ca nghĩ tụi em là cái gì? Là nhân viên văn phòng hay là công chức nhà nước? Nó nói đúng đó. Đại ca không bên tụi em á, còn cản là sao? Giúp tụi bay, đứng về phía tụi bay để tiếp tay cho tụi bay làm chuyện xấu hả? Làm ăn lương thiện, lương ba cọc ba đồng, bị tụi nó chửi lên chửi xuống nữa, vậy thà đi ăn cướp còn sướng hơn á. Trời đất ơi, có mấy tụi mày gọi nói chuyện với sư phụ kỳ vậy? Cái lúc ăn sung mặt sướng sao tụi mày không lên tiếng? Bây giờ mới khổ có vài ngày, tụi bay nói chuyện nghe cái mùi nó tanh tanh rồi. Trời. Mày cũng biết nói là lúc trước mà, bây giờ cơm còn không có để mà ăn, ở đó mày đại ca để kiết gì? Ê, nhất là mày nha thằng râu. Tại sao? Cái miệng mày nói ra là tao thấy ăn cháo đá bát rồi. Ê, nó còn thua một con chó nữa đó. Nói gì mày? Nói gì vậy? Mày nói gì? Chó gì? Mày nói gì? Mày nói gì? Từ nay giải tán, tao không còn là đại ca của tụi bay nữa. Tụi bay muốn làm gì làm, tao không cản. Em đi theo sư phụ. Thằng nào theo tao tao đánh chết. Hả? Sư phụ. Sư phụ. Ê, 1, 2, 3. Muốn cái gì? Nè, tao nói cho tụi mày biết, tao theo sư phụ học một thời gian cũng học được vài món võ đó nha. Không tin à? Hây, hây, hây. Sư phụ ơi, cứu em. Mày tới lúc nào vậy? Em ngồi nãy giờ rồi. Sư phụ lo nhỉnh gì á, đâu để ý tới em đâu. Ừ, sao mày ra đây? Thì từ lúc sư phụ đi đó, thì tụi nó xúm lại nói xấu sư phụ. Tiếp sau đó em tức quá, em mới nhào vô đánh tụi nó. Thằng thì rách áo, thằng thì tét quần, còn thằng thì xúc qua dép. Còn em thì nằm chèm bẹp luôn. Tại tụi nó chơi xấu thôi, chứ đánh từng thằng em đâu có thua tụi nó đâu. Nè, mày cũng anh hùng dữ ha. Chứ sao sư phụ, làm trai phải đáng nên trai chứ. Đối với em hả, chỉ có một nguyên tắc nhất định thôi. Đã kêu anh là sư phụ rồi thì suốt đời sẽ là sư phụ. Mày muốn sư phụ đi đâu á, em sẽ đi theo đó. Bản thân tao còn lo chưa xong, mày đi theo tao làm gì? Có gì đâu mà lo sư phụ, mình có hai bàn tay mà, làm cái gì là không được. Với lại em lăn lộn ở Sài Gòn bao nhiêu năm nay rồi, chưa có sóng gió gì mà em chưa trải qua hết, không có gì phải sợ. Em khẳng định với sư phụ luôn, hai người sẽ đi chậm hơn nhưng chắc chắn sẽ đi xa hơn, đúng không sư phụ? Nhưng mục đích của tao tới đây là đi tìm người thân. Khi tao tìm được người thân rồi thì tao cũng không đi cùng mày nữa. Thì đợi tới đó rồi tính tiếp. Tính chi cho nhiều nhức đầu lắm sư phụ ơi. Thì bây giờ mình tính cái trước mắt. Đói bụng quá. Hay bây giờ mình đi kiếm chỗ nào bán phở bò ăn đi. Phở tái hả? Bò viên. Wow, nước lèo nóng hổi, khói bốc lên ha. Mình ăn xong húp nước lèo, ngon lắm đó sư phụ ơi. Trời ơi, nãy giờ em nghe cái bụng sư phụ đánh lô tô lớn lắm rồi đó nha. Mình đi ăn nha sư phụ. Nhưng mà tao đã nói. Biết rồi, khi nào sư phụ kiếm được người nhà của sư phụ là sư phụ sẽ đi đúng không? Ừ. Thôi, mình đi ăn trước đi.